Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Quý vị và các bạn nhé, đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mazda 3 nó có phiên bản sedan, phiên bản hatchback. Trong phiên bản sedan thì nó có gồm những cái phiên bản Deluxe hoặc là phiên bản Luxury. Phiên bản Luxury là phiên bản đầy đủ nhất rồi. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe Mazda 3 sedan phiên bản Luxury, phiên bản cao nhất quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2021 và đăng ký tháng 12 năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này mới lăn bánh có 1.2 km thôi các bạn nhé. 12.000 km các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới luôn. Màu đỏ pha lê đây các bạn này. Còn bảo hành dài tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn tuyệt đối nhé. Có thể check hãng, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng ạ. Và chúng tôi vẫn cam kết thêm với quý vị và các bạn về chiếc xe này, đó là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2021 phiên bản Luxury biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán hỗ trợ trả góp quý vị các bạn nhé. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2021 phiên bản Luxury này. Mời quý vị và các bạn, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp nhé. Dàn lốp theo xe còn nguyên, lốp xưa cua chưa hạ các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Mazda 3 phiên bản Luxury siêu lướt 2021 này các bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và lăn bánh mới 12.000 km thôi các bạn ạ. Còn bảo hành dài tại hãng các bạn nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn ở chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua được trong vòng buổi sáng ngày hôm nay thôi các bạn nhé. Đấy, tôi mua được cái là tôi vừa mới đem ra tôi rửa bên ngoài thôi, bên trong cũng chưa có hút bụi, chưa có làm gì đâu ạ. Đấy. Nhìn về bên ngoài thì chiếc xe này có đôi phần xước sát rất là ít thôi các bạn ạ. Đấy, tôi mua về nó như nào là tôi để nguyên như vậy nhé. Tôi chưa sơn thế nào đâu các bạn ạ. Chưa sơn, chưa đánh bóng, chỉ có mới rửa qua bên ngoài là tôi đem ra đây tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe này thôi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, dàn lốp còn nguyên bản theo xe này. Phiên bản này là phiên bản Luxury rồi các bạn nhé. Phiên bản cao cấp nhất của chiếc xe Mazda 3 đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Ở những chiếc xe phiên bản Luxury này thì nó có option nhiều hơn phiên bản Deluxe rất là nhiều các bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ vừa quay vừa giới thiệu cho quý bạn để xem được cái phần khác nhau giữa bản Deluxe và phiên bản Luxury nhé. Và đây là cái dàn lốp của xe đây ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2021 và cái dàn lốp này là sản xuất 2021 luôn các bạn này. Đấy, lốp này còn nguyên và còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, dàn lốp của Mazda này là nguyên này, Ikohama, một hãng xe đến từ đất nước Nhật Bản, cho nên là những cái lốp cũng dùng của những cái sản xuất của Nhật Bản luôn này, 21 luôn các bạn nhé. Cả dàn lốp này là dàn lốp theo xe 2021 này, Ikohama đây các bạn này, 2021 cả 4 quả luôn, và lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Đấy, 2021 các bạn nhé. Đây, cả 4 quả đều 2021 này, lốp còn rất mới, rất là dày vì chiếc xe mới lăn bánh có 1.2 km thôi. Đấy, la răng cũng còn rất đẹp đây này, rất mới luôn các bạn nhé. Lốp xưa cua lát nữa tôi cho quý bạn xem về cái lốp xưa cua sau. Bây giờ thì tôi sẽ quay tôi giới thiệu chi tiết, đây là cái phần ba đợt sốc sau quý vị và các bạn nhé, còn rất là đẹp này. Phiên bản 2021 này là model mới rồi, cho nên là cái phần đuôi
Chiếc xe được thiết kế rất là thể thao các bạn nhé, với đuôi gió thể thao này, logo rất đẹp luôn này. Đấy. Và chiếc xe này thì chủ xe toàn để trong hầm. Quý vị các bạn nào mà đến xem xe tại cửa hàng, tôi cho xem cái ảnh mà tôi chụp tại hầm của chủ xe nhé. Tôi quay lại video lúc chủ xe để trong hầm đó. Lúc nào cũng để trong hầm, cho nên là những cái phần chữ này nó đều rất mới, rất đẹp này, chưa có bị ám ố gì cả này. Và xe cũng đã được trang bị sẵn camera lùi và cảm biến lùi các bạn nhé. Đấy, camera lùi và có cả cảm biến lùi rồi. Camera lùi đây, cảm biến lùi đây. Đấy, đầy đủ option. Cụm đèn hậu rất là đẹp luôn các bạn này, chưa có bị xước sát gì đâu, rất là mới luôn. Đấy. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị thêm là phần phiên bản Luxury này thì xe cũng đã được trang bị là Border Kit quanh xe này. Phần Border Kit ở dưới đi, các bạn xem phần Border Kit ở dưới xe nhé. Đấy, Border Kit này. Cụm đèn pha cũng rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn này. Cụm đèn pha rất đẹp này. Bên dưới này là đèn LED này, đèn gầm này, đèn LED, đèn gầm. Mặt ca lăng cũng rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, mặt ca lăng rất mới này, đèn LED này. Đấy, bên này cũng có xước một chút. Duy nhất cái xe này chỉ có xước ở cái hai ba đèn sốc đằng trước này và hai bên thôi. Hai góc qua đèn sốc bị xước. Chúng tôi nó xước rất là nhỏ này, cái này đánh bóng là hết nhưng chúng tôi chưa đánh bóng đâu các bạn nhé. Đấy, để nguyên. Vừa mua được cái là tôi quay luôn đấy ạ. Đấy, cụm đèn pha này rất đẹp. Thiết kế của chiếc xe Mazda thì rất là đẹp rồi các bạn nhé. Đấy, những cái giới trẻ, bởi vì sao mà giới trẻ lại thích Mazda? Tại vì Mazda thiết kế rất đẹp đây các bạn này. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây các bạn nhé. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài, thiết kế của chiếc xe Mazda 3 này rất là đẹp, rất là thể thao các bạn nhé. Nhìn cái form dáng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nhìn về cái ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Mở cánh cửa phía trước bên lái cho các bạn xem này. Keo chỉ còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ này, tất cả là còn nguyên bản, còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là duy nhất là chúng tôi chưa có dọn rửa gì thì là nhìn nó hơi bẩn một chút thôi, nhưng cơ bản là rất mới các bạn nhé. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Và ở cái phiên bản Luxury này thì xe đã được trang bị là ghế điện rồi các bạn nhé. Phiên bản Deluxe thì chưa có ghế điện đâu, phiên bản Luxury này mới có ghế điện thôi các bạn này. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tôi cho nhỏ cái nhạc đi. Đấy, tôi cho quý bạn xem này. Option thì rất là nhiều rồi này. Nhớ ghế này, ghế điện và có nhớ ghế. Đấy các bạn nhé, nhớ điện và nhớ ghế đầy đủ rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên hết đấy, còn nguyên và còn bảo hành tại hãng luôn các bạn nhé. Đằng sau này thì chủ xe còn chưa bóc hết ni lông này. Cái ni lông này tôi vừa mới bóc ra đấy. Đấy, ni lông còn chưa bóc hết ra đâu các bạn này. Đằng sau nội thất rất đẹp luôn các bạn ạ. Chủ xe này là một chủ xe nữ các bạn nhé. Anh chị này là tôi quen, anh đi Mazda CX-5, chị Mazda 3, cả nhà cùng fan của Mazda luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Mazda 3 thì thiết kế nội thất rất đẹp. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây. Tôi cam kết với quý vị và các bạn, đồng hồ này là đồng hồ nguyên bản nhé, không tua. Và vì sao tôi lại nói dám cam kết là không tua? Tại vì chiếc xe này tôi biết rõ nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ hai nữa là còn bảo hành. Cho nên là nếu như tua thì bây giờ là hãng nó sẽ từ chối bảo hành luôn. Cho nên là tôi không bao giờ tôi tua những chiếc xe nào còn bảo hành các bạn nhé. Và chạy rất ít rồi. Từ cuối tháng 12 năm 2021 đến bây giờ mới có 12.000 thôi, vạn 2. Đấy, và vô lăng thì rất là đẹp. Chủ xe là nữ cho nên là bọc cái vô lăng cũng rất là đẹp luôn, rất là nữ tính luôn. Và trong cái lớp bọc vô lăng này thì cái vô lăng rất là mới các bạn ạ. Bỏ ra là vô lăng rất mới đấy. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, từ điện thoại rảnh tay cho đến chỉnh volume. Tất cả các điều khiển được tích hợp ở trên cái vô lăng này. Và vô lăng của chiếc xe này thì đã được tích hợp cả cruise control, kiểm soát hành trình, hay còn là gọi là ga tự động đấy các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Và đã có cả sang số thể thao trên vô lăng các bạn này. Phiên bản này có sang số thể thao trên vô lăng các bạn nhé. Đấy, và nội thất thì rất là đẹp đây các bạn này. Toàn bộ những cái táp lô, táp bi đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và đây là cái bảng điều khiển này, cảm bị ca cái hộp số này, cảm biến này, điều khiển này, phanh tay điện tử này, auto hold đầy đủ rồi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, đã có điều hòa tự động hai vùng độc lập rồi các bạn nhé. Và nội thất thì rất là mới đây. Toàn bộ những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói là siêu lướt,
vì chiếc xe mới lăn bánh có 12.000 km thôi, 1.2 vạn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Cốp sau cũng là cốp điện nhé, nhưng bây giờ tôi đang không cầm chìa khóa thì tôi cứ mở cốp sau này lên để các bạn xem này. Cốp sau rất là mới luôn nhé. Đấy, từ những cái tấm nỉ này rất mới này, cho đến những cái phần keo chỉ này, keo chỉ của cốp sau cũng đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này có thể nói là không khác gì một chiếc xe mới luôn đấy ạ. Chúng tôi mua về là tôi còn chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn này. Kể cả túi đồ nghề của xe lúc chủ xe mua còn mới tinh, chưa bóc ra một tí nào các bạn này. Đây cái túi đồ nghề của chủ xe. Và phía bên dưới này thì chủ xe đã lắp thêm một cái lót cao su này, cho nên là cái phần nỉ này, phần nỉ này cũng mới lắm các bạn nhé. Đấy, và phía bên dưới nữa là cái lốp sơ cua. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ đây các bạn này, còn nguyên vạch sơn chưa hạ tí nào cả đấy, lốp sơ cua mới tinh. Nhìn vào cái khoang này thì không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn ạ. Quý vị và các bạn mua một chiếc xe mới ở trong hãng ra thì cũng mới như thế này thôi ạ, không hơn được cái gì cả đấy. Và kích thì đây các bạn này, đấy, kích của chiếc xe vẫn còn mới tinh chưa dùng thế nào nhé, lốp sơ cua chưa dùng cho nên là cái kích cũng còn mới tinh chưa dùng luôn các bạn ạ, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ các bạn nhé. Từ keo chỉ này, keo chỉ cũng còn nguyên luôn này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn nữa nhé. Đấy, tắp đi cánh cửa các bạn thấy đây ạ. Không khác gì một chiếc xe mới ạ. Vì đằng sau này thì gần như là không có người ngồi mấy này. Tôi còn quên tôi chưa bỏ ra của chủ xe này. Vẫn còn đôi dép này, mấy cái khẩu trang này. Đấy, và cái ghế đằng sau các bạn thấy đây ạ. Cái ghế đằng sau nó cũng rất là mới ạ. Vì đằng sau này ít người ngồi ạ. Vì chiếc xe này thì của một gia đình có hai xe, vợ một xe, chồng một xe, cho nên là chỉ có để đi làm thôi, rất là ít người ngồi. Và cái cánh cửa bên phụ cũng là được bấm tay để mở cửa nhé. Bấm tay của Mazda là ở dưới này, có Hyundai thì hay để trên này. Đấy, Mazda thì dưới. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2021 đây các bạn nhé. Đấy, sản xuất năm 2021, đăng ký tháng 12 năm 2021 các bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này, nội thất bên trong này, quá là mới luôn quý bạn ạ. Một chiếc xe siêu lướt này có thể nói là rất mới. Các bạn mua chiếc xe này, nếu như những cái năm 2021 chủ xe mua chiếc xe này đăng ký xong lăn bánh là khoảng gần 800 triệu đấy các bạn này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, còn nguyên bản này, táp bi này, quá mới luôn các bạn nhá. Đây là chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có lau chùi gì cả thì nó thế thôi. Tôi mua về là tôi còn chưa có hút bụi, chỉ có rửa qua bên ngoài đi một chút thôi. Bên ngoài là tôi được rửa qua chứ bên trong là chưa dọn thế nào, chưa lau luôn ạ. Lau nó cũng sẽ sạch hơn rất là nhiều, mà chiếc xe này là chúng tôi còn chưa lau tí nào quý vị bạn nhé. Và ngay sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2021 phiên bản Luxury này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít, rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Mazda thì rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Có thể nói là một cái hãng đi đầu về cái phần công nghệ tiết kiệm nhiên liệu đấy các bạn nhé. Đấy, và máy này thì không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn này. Từ ốc chân máy này cho đến toàn bộ cái ốc mặt máy này, đấy, đều mới. Và đặc biệt ở chiếc xe này là chúng tôi còn chưa có dọn dẹp các bạn nhé. Chưa có dọn tí nào đâu, tôi chưa dọn một tí nào, để nguyên bản như vậy đấy ạ. Mua như thế nào là tôi đem ra tôi quay luôn cho quý bạn xem đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản, chưa dọn dẹp, vẫn còn bẩn đấy nhá. Bẩn so với một chiếc xe cũ thôi, chứ còn là một so với một chiếc xe mới thôi. Chứ so với một chiếc xe cũ thì như này thì nó quá mới này. Đấy, một chiếc xe quá mới đây các bạn nhá. Đấy, tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản này. Chiếc xe còn bảo hành cho nên là tất cả là nó còn nguyên bản hết đây các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm nhá. Ốc cabo còn nguyên này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên hết luôn các bạn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Keo chỉ này, ốc cabo còn nguyên này, đến toàn bộ ốc giảm xóc này, đến cái ắc quy này cũng còn nguyên cơ các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết luôn đấy các bạn này. Không những nó còn nguyên bản và còn rất mới này. Số khung đây các bạn này, nhìn rất là khô máy này, nhìn rất rõ luôn. Đấy, thưa với quý vị của bạn, với cái động cơ này thì nó không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda 3 phiên bản Luxury siêu lướt 2021 này các bạn nhé. Chiếc xe này thì còn bảo hành dài tại hãng cho nên là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn. Thứ nhất là chiếc xe không tai nạn, thứ hai là không ngập nước,
keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2021 phiên bản Luxury này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mm-hmm.